Nhận định bóng đá Sông Lam Nghệ An với Sài Gòn FC 17 giờ ngày 16 tháng 7. Trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An với Sài Gòn là trận đấu đáng chú ý ở vòng 16 V-League diễn ra vào giữa tuần. Với những gì cả hai đang thể hiện ở mùa giải năm nay, cập nhật đội hình ra sân, thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất về trận đấu. Tại vòng đấu thứ 15, cả Sông Lam Nghệ An và Sài Gòn FC đều phải nhận thất bại trong những chuyến xa nhà. Trong khi đó, đội chủ nhà không xuyên thủng được mảnh lưới của Thanh Hóa. Dù có nhiều cơ hội, đoàn quân của huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cũng chỉ có được một bàn thắng và nhận đến 3 bàn thua. Trước khi rời sân Tam Kỳ, phong độ của Sông Lam Nghệ An đang không tốt. Sau khi ngắt mạch 6 trận không thắng bằng 3 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai, thì hai vòng đầu gần đây thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng chỉ kiếm được 1 điểm. Dù có sự bổ sung Vinicius, nhưng hàng công của đội bóng xứ Nghệ vẫn đang là một trong những hàng công thi đấu tệ nhất ở V-League 2019. Thành tích sân nhà ấn tượng chính là điều mà Khắc Ngọc và các đồng đội có thể tin dựa vào. Sau 7 trận đã đấu, Sông Lam Nghệ An giành được 4 chiến thắng và hòa 3 trận tại Chảo Lửa Thành Vinh. Ngược lại, thành tích sân khách của đại diện miền Nam là không tốt, nếu như không muốn nói là khá tệ. Sài Gòn đã nhận đến 6 thất bại và chỉ duy nhất có được 3 điểm trên sân của Hoàng Anh Gia Lai. Không những thế, Ngọc Duy và các đồng đội cũng đang trải qua chuỗi 5 trận không biết đến chiến thắng. Thành tích đó khiến Sài Gòn từ vị trí thứ 3 rơi xuống vị trí thứ 9 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ có 4 điểm. Kẻ tám lạng, người nửa cân rất đúng cho cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An với Sài Gòn FC. Khi hai mùa gần đây, mỗi đội đều có được 2 chiến thắng, làm khách tại Chảo Lửa Vinh chưa bao giờ mang đến niềm vui cho đại diện miền Nam. Khi họ đã thất bại ở 4 lần gần nhất, lượt đi mùa giải năm nay hai đội đã hòa nhau trong một trận cầu 4 bàn thắng. Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp tục giành thắng lợi trên sân đấu quen thuộc hay Sài Gòn phá rớp thành công? Câu trả lời sẽ có vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 7.